Rồi tiếp tục ngay khách sạn. Bên đây là nước bạn Trung Quốc. Vậy đây. Đó. Khu theo Vĩnh Lộc. Ừ. Cuối đường. Quay Trung Quốc chơi. Đi ngắp nước bên kia là Trung Quốc các bạn. Nước bạn đèn sáng trưng. Mình chạy dọc đường bờ sông bên kia là Trung Quốc nha. Ở thành phố Lào Cai. Đèn sáng. Bên mình tối thui à. Không thấy hàng rào vậy. Nhiều khi bơi qua cũng được nữa. Đây là ngoài thành thành phố Lào Cai rồi. Coi có cấm xe gì không? Cấm đậu nha. Thấy gì chứ các bạn, cấm đậu à. Cấm xe tải luôn. Tải phải đi thẳng ngoài kia. Xe. À, vậy là xuất nhập khẩu là đi cái đường này. Đây chỉ khách du lịch với ô tô con thôi. Còn xe xuất khẩu là đi đường này. Xe tải vì đâu có xe tải vô thành phố đâu. Đây đông cơn nè. Các bạn ngắm Trung Quốc. Mệt chứ. Nghe cấm cảnh mình cũng mệt nữa. Ngọt nữa hả? Nó bệnh nhau u vậy. Nhà lầu nhiều. Làm gì u bên đó. Nó nghe u u không? Nghe. Nhưng ý nó mình hôm đó Covid là mình là ở đây chắc lây nhiều nhất. Đóng cửa tiêu hết đầu đây. Nhưng mà bên xong lên gió. Tiếp tục các bạn. Gió gì đó hôm đó. Đi ngắm chán à quanh về. Ý nó không gió gì đó, gió gì đó. Gió gì? Để biến lên cái năm. Tiếp tục ngắm đã đi. Dễ gì có dịp ra đây ngắm Trung Quốc. Xong rồi mình làm cái clip ban ngày nữa. Mở cái clip ban đêm à. Quên. Ôi vỏ nó dính đá không nha. Bây giờ nhanh chút cho dân không ngừng đây nghe, ngừng để coi nha, dân hết rồi còn nha, không chừng ngừng coi đáng chịu thôi nha. Bạn cấm đậu nó làm gì, ngừng lại coi vỏ thôi đó, mình phải chuẩn bị cây đinh bờ đó, đinh gai đó đó đó, cái vỏ này liễn rồi nè. Vậy mình niễn vô cái trong đi. Có chỗ đó. Nào ấy ta sang. Chỗ ta cấm đậu rồi lỡ nó đậu. Đó. Càng mạnh đấy ăn. Đá dính vô xe mà. Đá dính gì khác. Cái lề đường đàng hoàng, chỗ ta đậu xe, đường ta để cấm đậu mà cứ đụng đâu mà đậu đó, lên cái lề đường á, chỗ xe đậu nè nó, không? Đi
Cô chỗ này ở dưới sai rồi nè. Rút cái chìa khóa đi. Cô dỡ xe bên đây nè. Hả? Xe chạy ghê lắm. Rồi coi cái tên anh có ai không? Coi bên kia kìa. Bên kia có ai không? Tiếp tục ngắm Trung Quốc về đêm. Trung Quốc nó không ngắm Việt Nam mà Việt Nam ngắm Trung Quốc quỷ vẫn đẹp hơn. Bây giờ Nam ở đây xây một khách sạn này đỡ đèn lên nó đẹp hơn nữa. Bên Trung Quốc cũng lưa thường. Ở khách sạn ta làm đèn nhiều thôi. Xe taxi thì cũng chạy nó không có đi nhiều như mình. Mình đi chủ yếu là ngắm bên Trung Quốc về đêm. Tại đây mình cũng khách sạn mà tại ta không đốt đèn. Còn ở bến nó không cần ngắm mình. Bình bên đây cái đồng ruộng không ngắm gì. Không thấy tiếng Việt ha, còn khách sạn tiếng Trung Quốc không. Còn ở bên Việt Nam thì có vừa tiếng Việt vừa tiếng Trung Quốc. Trung Quốc. Trang hoàng rực rỡ không? Chiếu. Rồi nhà nó đốt đèn không mà không tiền điện luôn. Ngày mai mình đi ban ngày quay vòng biết chỗ không? Xong rồi đi ra spa. Kéo tay lên. Điện là làm ăn được. Chơi đi ngắm Trung Quốc, không ngắm Việt Nam. Dịch vụ là chở ngắm Trung Quốc. 400.000 một xe điện nha các bạn. Chục đi, người, 20 người cũng đi 10 15 người tất cả. Đi bao nhiêu người cũng 400.000 hả? Một cổ tính theo một cổ. Một cổ thì 400. Đi 10 người mười mấy người chia ra. Không nha. Làm ăn được chứ, ngày chạy chục vòng có 4 triệu. Mua cái xe đạp điện là 400 triệu. Xe đó là 400 triệu. Giờ mình đi vô hướng này. Hướng này cũng đi. Hướng này đi. Đúng rồi. Nói chung là dài chừng 2 cây số không tới. 29, 30, 29, 24. 24 là đây rồi. 24 là ở đây. 30 là Bắc. Không thấy bản số Sài Gòn. Rồi có mình đâu. Không mình ra. Đi thì đi máy bay không à. Máy bay thì đón xe là đi. Hoặc là đi xe cao tốc, đường cao tốc. Mình lặn lội đường xa. Đây là phố Lào Cai ở
phố Sơn Đen. Ở sau cũng có xe khách với xe tải á. Nên có xe buýt, xe phố mà. Dạ. Dạo chắc nhiều chứ đêm ngày mấy tiếng, dạo 2 tiếng đồng hồ á. Đâu phải là dạo cái thôi đâu. Dạo ngang biển với bộ ngoài. Đi 2 tiếng đồng hồ tới đâu cũng ngừng thôi đó. Đâu phải như tiếng cố định đâu. Cho nó quay phim chụp hình. Ngừ 30 ngàn không tới. Luôn. Giờ mình không biết khách sạn mình ở đường nào. Mình ở đường gì. Đường chính. Đọc ở đường gì. Đi thả nhà. Khách sạn còn trai đường nào. Thấy đường nào. Đường thanh niên không phải rồi. Mình ở trước kia kìa. Qua cái cửa khẩu như kia nè. Ở Bồng Binh mình lại nè. Có chợ đêm á, đi lại chợ đêm. Ừ thì ở Bồng Binh này nè. Mình ở cái chợ đêm. Ở Bồng Binh này lại hướng kia kìa. Đây nè. Ừ, ở Bồng Binh này đi xuống. Định chị, em sẽ mở qua gờ luôn. Qua gờ điểm xịp. Mở vậy, tôi biết chỗ. Mình đi ngay trục chính, mình ăn dốc bên kia. Không, đây nè. Ngay chỗ chợ đêm. Không. Hướng này. Đó cái cầu rồi. Hướng này. Không phải. Nãy ông qua cầu. Không phải. Ông đi qua cầu. Rồi. Khoan từ từ chạy lại chợ đêm đi. Nằm bên đây nè. Vì cái đó cái cầu. Hồi nãy không có đi một bên này đâu. Nếu cái đường này đường cong mà. Nó nằm qua cầu đi quanh kia. Nằm cái đường bên đây nè. Ông chưa có qua cầu, nãy giờ ông chưa có qua cầu. Chưa. Bắt buộc phải qua cầu. Qua được. Cầu mới đi về khách sạn. Không qua cầu là ở bên đây luôn. Chưa có qua cầu mà. Thì chưa có đi cầu. Để vòng vòng đi quay cảnh cho nó đẹp. Nguyễn Huệ, Lào Cai. Phường Lào Cai. Nguyễn Huệ đây rồi, Nguyễn Huệ đâu? Đây mình đi. Mở bờ gờ ở đâu ạ? Tắt bờ gờ. Nguyễn Huệ. Lào Cai nãy tôi có rồi. Phường Lào Cai luôn. Chưa qua cầu mà. Nãy nói chưa có qua cầu. Quanh cái đường lần nãy mới qua cầu. Chạy quanh quanh chơi. Con đường đó, đường chánh. Con đường này là phủ. Phủ thôi. Đường Sơn Nhạc. Phố Gốc Liếu. Nhạc Sơn hay sao Sơn Nhạc? Sơn Nhạc rồi, ôi Nhạc Sơn. Sơn, đường Sơn Nhạc, đây Cốc Liếu. Cái cầu nãy là cầu Cốc Liếu. Qua cái cầu mới tới muốn chợ. Đi về là phải đi qua cái cầu mới đi về được. Chưa, nãy giờ chưa qua cầu. Nó còn nằm ở biên giới bên Trung Quốc đây mà. Mình đường giáp ranh. Qua cái cầu đó mới bên kia. Giờ mình vô cái bọc cái đầu này đi lại kiếm cái cầu khác mình trở lại. Không có cầu khác. Có một cái cầu duy nhất thôi. Là kiểm soát. Lên dốc cái gì số 2 lên nổi. Mình xuống nè, đi trái. Cắm ô tô. Thôi không đi đâu. Thì thẳng nó cũng ngoài cầu. Để trước có cầu bọc lại. Đường này tới thôi. Không có đèn đường á, thành phố Lào Cai. Đường nãy sáng. Đường này thôi. Ở trước mặt cũng có cây cầu. Mà cầu thì thôi. Phải không? Thấy mình quên lại. Phường Cốc Liếu. Thử.
đây là đường xe tải ra vô, còn cái đường kia là cấm xe tải. Đường quốc lộ luôn. Hết rồi đó, đường cửa khẩu xe tải lớn ra. Nghe coi cậu, thẳng qua cậu. Có đèn đi. Tức là đi. Hai cái cầu nó song song với đi nhau. Vòng vòng thành phố Lào Cai về đi. Năm mấy à? 15. Về được. Chỉ có ngay trung tâm là nó sáng, nó đông người thôi. Đây mình phải có cái cầu lên dốc mình qua cầu, đi theo cái đường tránh, có đèn đường quanh những mấy kia đó thôi. Qua cầu để trái xuống là xong. Cái cầu kia dưới, cầu này trên. Rồi vậy thôi. Phố giữa hai con sông, một con là giáp ranh gì quốc và cái con kinh này với gì nó chảy dòng ở đó. Còn phố còn chạy đường cuối cùng của thành phố đường xe tải đi. Chạy lẹ, mấy đường ngắm cảnh. Sao cái Lào Cai nó có nhiều đó hết à? Mình chạy đường đó qua cầu cái đi, đi về thôi chứ.
vô không ra? Chưa. Chưa. Cứ đi, cứ đi. Đi đâu? Đi vô thành phố chứ. Chưa. Mình thấy cái định vị cửa khẩu. Cửa khẩu. Thẳng nó đi. Thẳng đi. Lào Cai. Cửa khẩu Lào Cai. Thẳng đi. Trời ơi, thẳng là nó chỉ đi xa mà. Từ từ. Chạy vô thành phố. Đi quanh đường này là cây tám. Đi đường kia 18 cây. Cũng như nó xỉa đi ra ngoài. Này đi vô thành phố mới thẳng ra cửa khẩu. Còn một con đường nữa đằng kia kìa. Ừ, phải qua cái cầu. Qua cầu gần hơn. Để 18 km. Mới đi có 5 cây không tới 18 cây. Mày sợ nãy đi trong đường này ra sao? Làm trong đường này. Đường thẳng hoặc duy nhất đường nào. Có xẻ cũng qua đường Nguyễn Huệ. Đường này là sáng sáng chân sắp lực rồi. Trời cũng quanh lại cái ngã tư kia. Đừng có cãi. Vậy anh để 18 km. Đừng có cãi. Còn chỉ vô đường này là một cây 8. Chỉ đi thẳng vô đây là một cây 8 tới cửa khẩu. Đi đường kia là đường xe tải như đấy 18 km. Đó, cái đường đó đó mới đúng đó. Đây kia lên thì xuống. Rồi còn một con đường nữa. Con đường này để chơi tối nè. Mình chạy xỉa qua kia là đi ngoại thành. Nhìn cái lớp nhà là biết. Nãy không đi ngoại thành chứ đi đâu. Càng đi nó là càng xỉa. Nãy là ngoài này thành á. Vì mình đi chưa qua con sông nào hết. Anh nói không có con kia. Không có qua sông. Ừ, mình chưa qua con sông. Đi ở ngoài nội thành. Không. Giờ phía trước, trước mặt mình là cái cầu nè. Nãy là đi nội thành. Nhưng cái đường rìa bên kia. Rìa mới trên. Xe điện chạy nè, thấy không? Giờ rìa mới dưới, giờ về nhà người ta. Đó, Trung Quốc nè. À. Mình đi cái đường này nè, nãy đi đường đó. Đó, nãy đường đi lên đó. Đi, đi càng đi đường nãy kia xỉa tốt rồi kia đi bề rìa nhưng mà xa nó chỉ vô đây nè ra cái khẩu cây số 8 quẹo phải quẹo trái mới có cầu đi chứ quẹo phải quẹo phải cầu đầu đi về quẹo đâu có cái cầu nãy đi ngắm ở đây nè sao quẹo trái đi đi kiếm cái cầu đi đi qua cái cầu quẹo phải nè. Nếu mà chỉ như em á, đi đường kia á, đi tuốt đường kia em quanh lại. Xe kìa. Không có chỉ đâu á, tôi kêu đi đây nè, không có chỉ đâu á. Chỉ thì cái đường này. Trái, biết rồi, vô đây tôi biết rồi. Không chỉ đi đâu hết á. Đi trẻ cái đường bên kia. Trẻ đâu có tự ông đi, không ai trẻ cái gì hết á. Càng trẻ càng đi xa, phải tìm đường đi vô trong. Mệt quá. Nên Google chỉ vô đây là cây số 8 đi cửa khẩu này, còn đi kia 18 cây. Tôi quên lời đường cũ. Nãy đứng đây nè. Biết rồi. Nên trẻ chứ ngược vô bên phải. Cái cầu hướng phải nè mà không đi hướng trái. Nãy cái đầu quay thẳng. Nãy mới nói đi hướng trái nè. Cái đó thì tôi không nói. Cái đó đi vô ngắm ngắm Trung Quốc. Còn giờ ngắm Trung Quốc xong đi ra. Mà chạy ngược bên kia càng chạy càng xa cái cầu. Không ai chạy hết. Tự cầm qua lan chạy. Không ai chạy hết. Càng đi xa thì nó càng xa. Một cãi. Chị Google chỉ là chính xác. Chỉ quanh đây kênh số 8 là đúng. Tự đi vòng vòng xa chứ mày đi xa hết đó. Đi theo cái đường kia là 18 cây. Không ai kêu đi đường nào.
đi nó sẽ càng xa cái trung tâm. Giờ đi vô trở lại trung tâm. Đầu đó rìa thành phố hết ngự. Vô đây đông đông chung. Nên không có đi đường kia nữa, đi xa lắm. Cái lo để lên nói chụp lên dịp xuống. Rồi rẽ trái chỗ có cột cờ. Thôi là cũng biết rồi vậy nè. Đó hồi nãy là đi xuống cột cờ rồi đó. Rồi biết rồi thì chạy đi. Thì biết chỗ rồi. Qua cái cầu này bên phải rồi tới cái đâu. Cái kia kia tôi đi 18 cây xa lắm. Đi là phải đi theo chị Google mình không có rành. Dọn theo bản đồ đi chứ. Ta thôi. Sông này là bên Việt Nam, bên kia cái sông nữa. Cái thành phố Lào Cai này có hai con sông kẹp ở giữa, sông biên giới với sông nằm giữa lòng thành phố. Trước mặt mình là chợ đêm du lịch, cắm ô tô gió gì đường lạ sợ nhất cắm ô tô, không thấy ô tô chạy, để chạy là chợ đêm cái thôi. Mình lại dạo dòng chợ đêm bên phải phía trước mình là chợ đêm, chợ du lịch Lào Cai, chợ du lịch chứ không phải chợ đêm. Bông hoa lá kỷ
đây khu vực chợ đêm đây, đêm cũng vắng, đoạn đêm là đường vắng. Ôm say của một bình này kết thúc chương trình. Ga Lào Cai, chợ đêm Lào Cai. Hàng phải cái trước cái chợ đêm. Cái lồn trước cái chợ đêm. Không có ôm cái ga. Đây là chợ đêm. Đi nãy tôi thấy có cái tấm bảng. Chưa tải miếng nữa. Nó nằm từ cái gót. Miếng nữa. Chút xíu à. Bạn có chút xíu à. Ngày nhân 3 mét. Nằm chung như vốn rồi đấy. Nó chui với nhà lòng rồi mà. Thì em chung như vốn rồi xíu. Cộng rồi xíu. Quay quân binh này lại. Mình sẽ kết thúc video ở ga Lào Cai. Có lẽ là tới đây ga đang hết chạy. Bị qua anh Nguyễn nữa là Trung Quốc rồi, đâu còn đường nào chạy. Nè xe điện rồi chạy tới đây luôn. Đỏ rực, mới thấy cái chữ ga Lào Cai đỏ rực. Đây ga Lào Cai dân khè. Rồi, tiếp tục đi. Nãy mới giờ chạy nó phèn ngang nó còn đỏ. Tạm nhiên qua 9 giờ 10 giờ tắt đèn nghỉ. Khu bên trái là chợ đêm. Thì nguyên cái khu đó diễn ra là chợ đêm. Nguyên khu là chợ đêm. Chợ du lịch ẩm thực. Nhưng mà vẫn vắng vẻ. Ai vắng. Tiếng nhỏ
Và mình xin kết thúc video tại đây, khu vực chợ đêm, chợ du lịch Lào Cai.